8 nguyên tắc kiếm tiền trong im lặng mà người nghèo không hề biết. Bảo sao nghèo mãi nghèo. Bạn thân mến, mỗi người trong chúng ta khi được sinh ra thì đều có những xuất phát điểm khác nhau. Có người ngay từ đầu đã ở vạch đích, nhưng cũng có người bắt đầu từ hai bàn tay trắng. Nhưng nhìn chung, dù đứng ở bất kỳ vị trí nào thì ai trong chúng ta cũng có mong muốn trở nên thật giàu có. Và thật là tuyệt vời nếu như tìm được cách làm giàu đơn giản. Tuy nhiên, sự thật thì không phải ai cũng biết cách làm giàu nhanh chóng. Và không hẳn là cứ làm giàu thì sẽ đạt được điều mong muốn. Bởi vậy nên, ngày càng có nhiều người phàn nàn về việc kiếm tiền quá khó khăn, đặc biệt là những người nghèo. Tuy nhiên, người giàu vẫn mọc lên như nấm. Các doanh nhân khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, sau đó thành công cũng có rất nhiều. Vậy thì, có lý do gì mà họ làm được mà bạn lại không làm được? Thay vì oán than, chúng ta hãy hành động tích cực để phát triển bản thân, im lặng làm giàu, để cho những năm tháng về sau, bản thân có thể gia nhập vào tầng lớp của những người giàu có. Và sau đây là 8 cách kiếm tiền trong im lặng mà người nghèo không hề biết. Chỉ cần biết một điều thì bạn cũng đã dư xài rồi. Và trước khi đi vào phần nội dung, mọi người hãy bấm nút like và subscribe, đăng ký kênh để không phải bỏ lỡ bất kỳ một cái video nào giá trị đến từ Dương Ca trong tương lai nhé. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều. 1. Vứt bỏ sĩ diện và bắt đầu kiếm tiền. Thực tế trên đời này có rất nhiều người tư duy theo kiểu có chết cũng phải giữ thể diện. Và cái trường hợp này rất thường xuyên xảy ra đối với người nghèo. Ai cũng muốn có một công việc nở mày nở mặt, thu nhập cao lại nhàn hạ. Và họ mơ đẹp tới nỗi chẳng muốn tỉnh dậy luôn. Dẫn đến việc lớn thì làm không được, việc nhỏ thì lại xỏ không xong. Một công việc bình thường không kiếm ra tiền, túi tiền thì rỗng tét. Thậm chí có người nhờ vào việc mượn tiền người khác mà sống qua ngày. Họ ghen tị với những người giàu có. Người ta muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. Ra đường rất được hoan nghênh, rất có thể diện. Nhưng họ chưa bao giờ nghĩ xem người giàu vì sao có thể giàu được giống như bây giờ. Không lẽ họ tiêu tiền của cha mẹ để lại sao? Hay là họ trúng xổ số độc đắc? No, đều không phải. Vua thép Andrew Carnegie với tài sản 475 triệu USD tính vào thời điểm năm 1919. Thời thơ ấu, ông đã từng làm việc tại một nhà máy suốt 12 giờ một ngày, đã từng phải nhiều lần vùi mình vào giấc ngủ để quên đi những cơn đói cồn cào. Sam Walton, tài sản 23 tỷ USD tính vào năm 1992, là nhà sáng lập tập đoàn bán lẻ đa quốc gia Walmart. Tuy nhiên, trước khi đạt được thành công đó, tuổi trẻ của ông có một công việc xuyên suốt là đi vắt sữa bò và bán lại cho khách hàng. Khi kiếm tiền, chúng ta cần phải bỏ sĩ diện xuống. Người quá trọng sĩ diện, làm việc gì cũng sẽ quán quéo, không quyết đoán, không dứt khoát, tỷ lệ thành công từ đó cũng sẽ không cao. Kẻ không biết xấu hổ mới là thiên hạ vô địch. Đạo lý này quá rõ ràng. Người nào có thể làm được, người đó chắc chắn sẽ phát tài. 2. Học cách giả nghèo. Từ cổ chí kim, bậc tiền bối nào cũng dạy rằng không nên để lộ tiền tài của bản thân. Nguyên nhân gốc rễ là do con người có bản tính ganh tị, ganh đua lẫn nhau. Khi bạn đạt được một khối tài sản nhất định, bạn nên bắt đầu học cách giả nghèo, cố gắng hết sức đừng quá khoe khoang. Đã có quá nhiều người đã kể lại rằng khi công việc làm ăn của họ có tiến bộ và họ bắt đầu kiếm ra được tiền, lúc này nhiều người trong số họ bắt đầu khoe khoang thành tựu của mình. Và cũng từ mầm mống đó, có nhiều kẻ không ưa, ganh ghét, đố kỵ, và họ làm rất nhiều điều bất lợi đến cho những người này. Cho nên bạn cũng vậy, hãy tự thận trọng và đừng quá khoe khoang. 3. Mở rộng các cánh cửa, đừng đi theo lối mòn. Người xưa có câu là đóng cánh cửa này lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra. Có rất nhiều cách để kiếm tiền, ngã ở đâu thì đứng lên ở đó. Con đường này không thành công thì vẫn còn con đường khác. Cách kiếm tiền thì có rất nhiều, quan trọng bạn có đủ quyết tâm và kiên trì hay không thôi. Con đường quá đông người đi có thể rất màu mỡ, nhưng tỷ lệ bạn không bị đoàn người giẫm chết là rất thấp. Thế nên hãy tìm một cái con đường mà ít người đi nhưng lợi nhuận cao mà làm. Hãy dũng cảm trở thành người tiên phong để đi khai hoang vùng đất mới. Lấy một ví dụ về bà Hoàng Giấy Trương Nhân, sinh năm 1957 tại Thiều Quang, Quảng Đông, Trung Quốc. Bà Trương Nhân từng tốt nghiệp đại học làm kế toán tại một nhà máy dệt tại Thâm Quyến. Tuy năng lực xuất sắc nhưng chưa có thành tựu nhiều với nghề. Đến năm 27 tuổi, Trương Nhân đã bỏ chức trưởng phòng và một mình đến Hồng Kông để khởi nghiệp mua giấy phế liệu. Và sau này bà trở thành bà chủ bạc tỷ rất nổi tiếng tại Trung Quốc với tổng sở hữu khối tài sản trị giá 42 tỷ nhân dân tệ, tương đương 140.000 tỷ đồng. Đó là ở Trung Quốc. Còn ở Việt Nam thì sao? Bạn có biết rằng có rất nhiều vị đại gia, có rất nhiều người giàu lên nhờ việc buôn đồng nát, có những cơ hội công việc rất là lạ. Nếu như muốn làm giàu thì bạn buộc phải suy nghĩ đến những công việc như thế, những công việc mà người khác không chịu làm thì khả năng bạn làm sẽ giàu. Hãy táo bạo hơn, miễn sao con đường đó đúng đắn và không vi phạm pháp luật, không vi phạm đạo đức thì bạn hoàn toàn có thể sẽ cải thiện, thay đổi được cuộc sống của mình. Suốt ngày theo sau người khác chỉ khiến cho bạn hít phải khói bụi của họ mà thôi. Kiếm tiền, đồng ý với đại đa số là khó, nhưng dù khó không có nghĩa là sẽ không có khả năng làm được. Còn phải xem bạn có đủ quyết tâm và kiên nhẫn hay không. Cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Có 3 nguyên nhân của sự thất bại cũng như là 3 hoa tiêu dẫn đến sự thành công. Hy vọng bạn đã tìm thấy cho mình một cách thích hợp để bắt đầu lấy sự cảm hứng và bước tiếp trên con đường kiếm tiền. 4. Học cách quản lý bản thân.
một trong những thứ cản trở rất lớn đến sự thành công của bạn đó chính là sự vô kỷ luật. Vô kỷ luật sẽ tạo ra vô số thói quen xấu, trì hoãn nè, làm việc hời hợt nè, qua loa nè, thiếu tập trung và rất dễ bị cám dỗ bởi những cái thú vui ở trên đời. Việc quản lý thời gian, tạm biệt những thói quen trì hoãn, đưa ra deadline cho chính mình và hoàn thành đúng hạn, dành nhiều thời gian để đầu tư cho việc học tập, làm việc và giải trí lành mạnh, thường xuyên luyện tập thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe. Quỹ thời gian của mỗi người là như nhau, đừng để thời gian trôi qua một cách lãng phí. Quản lý tài chính, kiếm được tiền thì khó nhưng mà tiêu tiền thì cực kỳ dễ dàng. Có rất nhiều người mắc bệnh mua sắm để cho cảm xúc điều khiển hành vi, tiêu tiền vào những việc không cần thiết. Vì thế bạn nên lập kế hoạch chi tiêu rõ ràng, sử dụng tiền đúng mục đích, không tiêu xài hoang phí và hãy bắt đầu tiết kiệm tiền cho tương lai của mình. Quản lý cảm xúc. Cảm xúc quyết định rất nhiều thứ. Chúng khiến bạn rất dễ bị cám dỗ bởi những yếu tố xung quanh, bởi những thú vui trên đời này. Hãy kỷ luật bản thân nhiều hơn và làm chủ cuộc sống bằng lý trí. Quản lý trí tuệ. Luôn chủ động mở rộng kiến thức của mình, tham gia các khóa học bổ ích về kinh doanh, về ngành nghề của mình, tham dự những buổi workshop, bắt đầu đọc sách, hãy xây dựng những mối quan hệ với nhiều người giỏi và học tập kiến thức từ họ. 5. Chi tiêu ít hơn và học cách đầu tư. Có nhiều người hay mặc định cách suy nghĩ như thế này: muốn làm người giàu thì bạn phải học cách tiêu tiền giống như người giàu. Đây là một cái quan điểm rất là sai lầm, nó sẽ khiến bạn mãi nghèo, bởi vì người giàu có sẽ thật sự biết cách chi tiêu đúng và hợp lý. Nếu mà nhìn vào thực tế thì bạn sẽ thấy đa số người giàu hiện nay đều không có thói quen sắm siêu xe để mà di chuyển, thay vào đó họ sẽ dùng tiền của mình kiếm được để đầu tư sinh lời. Vậy nên bạn cũng cần phải học hỏi những cái thói quen này của họ để biết cách quản lý tài chính tốt hơn và không chi tiêu hoang phí. Với số tiền nhàn rỗi này, bạn hãy học cách đầu tư mua cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản hay đơn giản là gửi tiết kiệm vào ngân hàng để có thể sinh lời nhanh chóng. Muốn giàu là phải đầu tư, đây là cái chân lý mà không bao giờ thay đổi. Thật ra là trừ khi bạn là một thành phần giàu trong trứng nước, khi sinh ra đã quá nhiều tiền và không cần phải kiếm thêm. Cũng có nhiều người cho rằng làm việc sáng đêm chăm chỉ mỗi ngày thì kiểu gì cũng sẽ giàu, nhưng thật ra đó là một cái điều rất khó để mà thực hiện. Đồng tiền mà bạn làm ra nếu mà chỉ để yên một chỗ, dần dà nó sẽ mất giá trị. Nhưng khi bạn mang tiền đi đầu tư, bạn có thể mang về số tiền nhiều hơn gấp rất nhiều lần. Với cách này, rất nhiều triệu phú trên thế giới đã xuất hiện. Bạn cũng có thể là một trong số đó nếu áp dụng theo cách này. 6. Đừng làm việc cật lực, hãy làm việc một cách khoa học. Khi quyết định lập nghiệp từ hai bàn tay trắng cũng đồng nghĩa với việc bạn phải bỏ ra thời gian và công sức làm việc nhiều hơn so với những người khác. Tuy nhiên, nỗ lực ở đây không yêu cầu bạn phải làm việc bán sống bán chết. Không thể phủ nhận rằng khởi nghiệp chính là cái khoảng thời gian rất là vất vả. Nhưng không phải vì như thế mà bạn dành trọn thời gian để làm việc cực lực. Người giàu thật sự là người biết dùng đồng tiền của mình buộc nó phải làm việc cho mình. Do đó, bạn nên biết cách điều tiết cuộc sống của chính mình và làm việc một cách hợp lý. Nên có khoảng thời gian để nghỉ ngơi, để đảm bảo sức khỏe. Để làm được việc này, hãy xây dựng thời gian biểu theo từng ngày, lên danh sách những công việc quan trọng cần phải làm. Việc nào gấp, quan trọng thì mình sẽ làm trước. Việc nào không vội, kém quan trọng hơn thì sẽ để phía sau. Các phương pháp lên kế hoạch khoa học này sẽ giúp cho bạn làm việc hiệu quả, và điều này nó sẽ tạo ra hiệu quả rất nhiều so với việc đụng đâu và làm đó. 7. Luôn tìm kiếm cơ hội ở xung quanh. Bạn đang sống trong một thời đại mà thời gian chính là dòng chảy đi ngang qua đời, và xuôi theo những dòng chảy này là những cơ hội làm ăn, cơ hội phát triển. Nếu biết cách nắm bắt thì bạn sẽ tiếp cận những cơ hội, nó có thể giúp bạn dịch chuyển cuộc sống của mình lên một tầm cao mới. Nếu như bạn vẫn không tin thì bạn có thể là nhìn vào những cái sự thành công của những người tỷ phú trên thế giới. Khi biết cách nắm bắt thời thế và chuyển mình hiệu quả, Bill Gates thấu hiểu được rằng mỗi chiếc máy tính cần phải có một hệ điều hành, và ông đã trở thành tỷ phú thế giới với hệ điều hành Windows. Tỷ phú Elon Musk mạnh dạn đặt cược vào xe điện với hãng Tesla và công nghiệp vũ trụ SpaceX để biến mình trở thành một trong những người giàu nhất trên thế giới. Hay Mark Zuckerberg thì đặt trọn niềm tin vào một mạng xã hội toàn cầu, từ đó Facebook ra đời, đã giúp Mark trở thành một trong những tỷ phú trẻ tuổi của hành tinh này. Đó là một vài trong những tấm gương của nhân loại. Ngoài ra còn có hàng trăm đến hàng triệu những trường hợp tương tự. Thì mỗi khi xuất hiện cơ hội chuyển mình, họ không bao giờ bỏ qua mà nắm bắt ngay lập tức, và những điều kỳ diệu đã xảy đến. 8. Luôn sáng tạo và học hỏi. Người ta từ bé thường hay nghe học thì phải đi đôi với hành. Câu nói này không chỉ đúng ở trường cấp 2, cấp 3 mà nó còn áp dụng trong cả thương trường và xã hội. Tất cả mọi tri thức đều luôn được trau dồi bằng cách học, tận dụng mọi điều kiện để có thể mở rộng tầm nhìn. Chúng ta không thể học cách làm giàu được trong khi chỉ đứng mãi một chỗ, chẳng chịu khám phá xung quanh. Mà xã hội và Internet ngày nay rất phát triển, vậy nên hãy dùng chúng để tìm cảm hứng sáng tạo, khám phá bản thân. Vừa rồi là 8 nguyên tắc làm giàu trong im lặng, đều là kinh nghiệm của các doanh nghiệp, của các tỷ phú nổi tiếng trên thế giới. Bạn ấn tượng với nguyên tắc nào nhất? Hãy comment xuống phía dưới nha. Đối với mình, những nguyên tắc này đã được mình nghe và đọc đi đọc lại từ rất lâu, kể từ khi mình hiểu được tầm quan trọng của việc đọc sách và phát triển bản thân.
Và cứ mỗi lần tích lũy như thế thì tư duy mình lại tiến bộ hơn, mình có nhiều chiến lược hơn, có nhiều phương pháp hơn, có nhiều kiến thức hơn để làm giàu cho trí tuệ, để từ đó giúp cho mình phát triển nguồn thu nhập bứt phá trong thời gian ngắn. Và nếu như bạn muốn biết cái bí mật nào đã giúp cho mình đạt được những thành tựu sớm trong vài tháng ngắn ngủi gần lại đây, đạt được mức thu nhập 300 triệu chỉ trong vòng 8 tháng, và trong vòng 2 năm trước đã có một khoảng thời gian mình đã chinh phục được mức thu nhập 1 tỷ trên một tháng, thì bạn hãy xem video này để tham khảo đáp án của mình. Ok, nếu như video này hay và hữu ích thì hãy nhấn nút like và subscribe kênh để không bỏ lỡ bất kỳ một chiếc video nào của mình sẽ sản xuất trong tương lai nhé. Mình là Dương Ca, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. We'll be right back.